Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái điều nó chứng tỏ rằng đối phương ấy, người ta chỉ coi bạn là đồ chơi thôi, chứ họ không hề nghiêm túc với các bạn trong mối quan hệ này. Đây là những cái dấu hiệu nó thực sự rất cần phải rất là tinh tế để nhận ra. Mà nếu như các bạn nhận ra sớm ấy, thì các bạn sẽ đỡ tốn thời gian công sức, rồi thậm chí là tình cảm chân thành của mình vào đối phương. Các bạn nhá, đây là những cái điều ngay cả khi bây giờ bạn đang hạnh phúc hay là đang không hạnh phúc thì chúng ta cũng đều phải nhận biết trước, để nếu trong cuộc đời mình có gặp mà mình có thấy những cái dấu hiệu này thì mình phải rất là cẩn thận các bạn nhá. Cái dấu hiệu đầu tiên của một người không đủ trân trọng các bạn, không đủ nghiêm túc với các bạn và họ chỉ muốn chơi đùa thôi, đấy là sự nóng lạnh thất thường của họ. Đó, có những lúc tưởng chừng như chúng ta là người yêu của nhau rồi vậy đó. Đó, có những lúc họ lại cố tình nói như kiểu chúng ta chẳng là gì ạ. Đó, hoặc là cái lúc mà gặp các bạn thì rất là thân mật, kiểu như là ô, chúng ta là của nhau, nhưng lúc về một cái lại nhắn tin như cái kiểu là xa lạ, rồi cũng rất lảng ra, cũng không có nói chuyện gì cả. Đó, thì các bạn phải hiểu là cái sự nóng lạnh thất thường nó đến từ cái việc là bạn không phải là cái người mà họ thực sự để ở trong lòng mình. Đó, cái lúc mà gặp bạn thì có thể vui vẻ thì cứ nhiệt tình đi, họ chẳng mất gì cả. Nhưng mà đến lúc mà tách bạn ra một cái hoặc là về nhà một cái thì bắt đầu họ còn có những cái mối quan tâm khác. Có khi là bận tán mình một lúc, nhưng mà có khi người ta lại còn phải bận tán những cái người khác nữa cơ. Và rất có thể bạn chỉ là một trong số những cái người mà họ đang tìm hiểu mà thôi. Vì thế các bạn nhất định phải nhận biết cái dấu hiệu này để đừng có đầu tư tình cảm, công sức của mình quá là nhiều vào đấy, xong rồi đến lúc lại hụt hẫng bởi vì người ta không thực sự nghiêm túc với mình nhá. Điều số 2, họ cần rất lâu để trả lời tin nhắn của các bạn. Có những khi á, họ cần đến 2-3 ngày, lâu có khi 1 tuần, 2 tuần sau bắt đầu mới thấy người ta trả lời các bạn. Đó. Còn ví dụ các bạn đang tìm hiểu nhau, ví dụ người ta bận lúc sáng xong đến lúc trưa người ta trả lời thì nó là chuyện bình thường nhá. Nhưng mà ví dụ người ta để đến khoảng 2-3 ngày người ta mới trả lời, và thường xuyên là như vậy, hoặc là hàng tuần mới trả lời các bạn ấy, thì các bạn phải biết, lúc đấy phải biết rằng ngoài mình ra còn có những người khác mà họ quan tâm hơn. Và với cái người mà họ thực sự quan tâm và để ở trong lòng ấy, thì không bao giờ có cái chuyện họ để quá lâu như vậy rồi mới trả lời đâu. Điều số 3, nó chứng tỏ rằng người ta chỉ coi bạn là trò chơi thôi ấy, là giải khuây thôi ấy. Đó là họ lảng các bạn ra sau khi mà họ đã quan hệ với các bạn. Rất nhiều bạn, đặc biệt là con gái, trong quá trình yêu mà sau rồi mình quan hệ với người ta rồi, xong sau đấy cứ sợ hãi là ôi từ lúc quan hệ xong thì người ta lảng mình ra, người ta không nhiệt tình với mình nữa. Xong các bạn cứ sợ, các bạn cứ cố, các bạn phải giữ, các bạn phải nhiệt tình. Nói chung là cứ làm như kiểu là quan hệ được với các bạn rồi là các bạn phải giữ người ta cho bằng được, cũng sợ người ta chạy mất. Thì đừng bao giờ có cái suy nghĩ như thế nhá. Nếu như sau khi quan hệ với các bạn mà người ta lảng ra, đấy là lúc các bạn phải nhìn xem cái độ chân thành của người đàn ông này với mình đến đâu. Nếu đơn thuần là chỉ để đạt được mình rồi người ta lảng ra, lúc nào cần mình có cái chuyện đấy bắt đầu mới tìm đến mình, thì xin lỗi, không có cửa để tiếp tục yêu bạn nữa. Đó, cái sai của phụ nữ không phải là vì mình không biết mà mình trao tình cảm, mà khi biết rồi mà còn trao tình cảm cho một người không xứng thì đó mới là cái sai của phụ nữ. Đó, cho nên hãy cho một người đàn ông hiểu rằng họ từng có các bạn không có nghĩa là họ sẽ tiếp tục có các bạn. Họ từng có các bạn, nhưng nếu họ đủ chân thành, họ đủ yêu thương, họ đủ nghiêm túc, họ đủ trân trọng thì họ mới có cơ hội để tiếp tục có các bạn ở trong đời. Chứ không phải là có được các bạn một lần rồi bắt đầu là coi thường các bạn. Vì nhiều khi mình thấy các bạn không được yêu trong tình yêu là do chính các bạn đã coi thường chính mình, để nghĩ rằng à mình đã trao thân rồi thì mình sẽ không thể nào với người khác được, và mình chỉ có gắn kết với cái người này thôi để giữ anh ta cho bằng được. Thì đấy là một cái suy nghĩ nó thể hiện là các bạn đang hạ thấp giá trị của chính mình. Và khi các bạn đã hạ thấp giá trị của chính mình thì đàn ông không trân trọng các bạn. Và đàn ông ấy, những người đàn ông thực thụ, họ luôn luôn muốn yêu những người phụ nữ có giá trị. Cái điều số 4, dấu hiệu của một người người ta không thực sự chân thành với bạn mà chỉ muốn có một mối quan hệ chơi bời thôi ấy, đó là khi nói chuyện với các bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn với một người thẳng thắn. Cái người mà họ rất là thẳng thắn để nói với các bạn về họ có tình cảm, họ còn tình cảm với người cũ này, hay là họ còn làm bạn với người cũ này, hay là họ cảm thấy bình thường với cái chuyện bóc bánh trả tiền này, đó, ví dụ như thế. Thì nhiều khi con gái lại cứ tưởng là à với mình anh ấy thẳng thắn, cái gì có cái gì anh ấy nói cái đấy. Nhưng thực ra các bạn không biết rằng đấy là một cái cách của người đàn ông để cho các bạn quen dần với cái việc
họ không có cái sự trọn vẹn dành cho các bạn, họ không có đủ trân trọng dành cho các bạn đi. Nếu các bạn đã sẵn sàng cho cái điều đấy rồi thì bắt đầu càng ngày các bạn sẽ càng thấy rằng cái người đó họ sẽ càng quá đáng hơn. Đó, nếu mà các bạn chấp nhận thì các bạn dần dần đi vào một cái mối quan hệ rất là độc hại mà ở đấy không có sự nâng niu và trân trọng. Cho nên nếu như mà người ta nói rằng anh còn tình cảm với người yêu cũ hay là anh còn làm bạn với người yêu cũ thì tốt nhất là tránh xa, không dây dưa với những người như vậy nữa. Hoặc người ta nói rằng anh là một người đàn ông mà, cho nên là anh cũng có nhu cầu, nên cái việc mà bóc bánh trả tiền chỉ cần không có tình cảm thôi là cái chuyện bình thường. Nếu thấy anh ấy nói như vậy thì thôi cũng chạy xa đi nhá. Đừng để cho mình mờ mắt bởi cái ngoại hình có thể là điển trai xinh đẹp của anh ta, rồi là anh ta cũng có tiền. Thì nói chung là đừng bao giờ vì những cái đó mà dấn thân vào một mối quan hệ như vậy, để rồi chính các bạn sẽ đau khổ. Bởi vì khi các bạn biết trước những cái điều này, các bạn biết là mình bước vào đấy mình sẽ đau khổ rồi. Thế nhưng mà các bạn cứ cố dấn thân vào để thỏa mãn cái cảm xúc nhất thời của mình thì sau đó các bạn sẽ phải trả giá. Có rất nhiều mối quan hệ ngay từ đầu khi mình quan sát và mình thấy những cái ứng xử của người ta, mình đã biết là người ta có phải là đối tượng nên là cái người mà mình gắn bó hay không rồi. Chưa biết thì có thể là không trách các bạn được, nhưng mà mình biết rồi thì mình cũng phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần. Nếu mình dấn thân vào mình để thỏa mãn cảm xúc nhất thời của mình, mình không muốn mất cái người đàn ông mà cũng đẹp trai như này, cũng con giàu có như thế này, hoặc là phù hợp như thế này đó, thì các bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần là gì? Rất là đau khổ. Bởi vì các bạn hãy nhớ cho mình, ở trong cuộc đời này các bạn chỉ có thể hạnh phúc khi ở trong mối quan hệ đấy các bạn được trân trọng và nâng niu thôi. Cái thứ hai là người đấy chung thủy với các bạn. Thiếu một trong hai nhân tố này thì mối quan hệ đấy không bao giờ có thể bền vững được, và nó cũng không bao giờ có thể khiến cho bạn hạnh phúc được. Cho nên nếu thấy những cái dấu hiệu này thì các bạn phải nhận biết sớm để đừng dấn thân vào cái mối quan hệ đấy quá là sâu. Mình đủ tỉnh táo, đủ bản lĩnh để biết rằng cái người yêu thương mình ấy, trân trọng mình ấy, bước đến với mình bằng một tình yêu đích thực để mà chung thủy ấy, thì với mình là ngọc quý, với mình là vô giá, xứng đáng để mình trân trọng và nâng niu. Còn một khi họ đã có cái ý định gọi là chỉ coi mình là trò chơi thôi, chơi đùa thôi, họ sẵn sàng thỏa mãn cảm xúc mà họ trà đạp lên cái cảm xúc của mình ấy, thì với mình họ chỉ là không đồng thôi. Mình thương, mình xót cái người tốt đẹp để mà thương mình, chứ còn mình thương xót gì cái người mà sẵn sàng đà đạp lên mình để ví dụ có người khác, đúng không? Bóc bánh trả tiền với người khác, thế lúc đấy họ nghĩ gì đến các bạn đâu, đúng không? Nói chung là mình phải đủ tỉnh táo để gặp những cái người đấy thì mình sẽ tránh đi. Chứ còn bây giờ các bạn gặp những người đấy rồi, xong rồi các bạn cứ yêu, xong rồi các bạn cứ cố gắng để ở bên cạnh họ, rồi người ta cứ làm những cái điều đấy, các bạn lại đau khổ, các bạn lại trách móc, rồi cứ cãi nhau suốt ngày đêm suốt sao. Bởi vì cái sự cãi nhau của bạn nó không thay đổi được một con người, đúng không? Ví dụ bản chất của người ta là một cái người ví dụ lăng nhăng chẳng hạn, họ thích cái sự bóc bánh trả tiền chẳng hạn, hoặc là người ta dễ dàng để mà say nắng một người này người kia chẳng hạn. Đó thì bản chất người ta như vậy rồi. Các bạn có ở bên cạnh rồi các bạn cãi nhau, các bạn suốt ngày hậm hực, các bạn trách móc mà người ta không được thế, nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Bạn nói người ta không được thế nhưng người ta thích thế, đúng không? Cái quan trọng vẫn là người ta có đủ trân trọng và nâng niu các bạn không. Vì mình nói thẳng với các bạn, một người đủ trân trọng các bạn không bao giờ có cái chuyện dám nói rằng anh còn tình cảm với người yêu cũ. Nói thẳng một câu là khi người ta dám nói câu đấy, tức là người ta đã không coi mình ra cái gì rồi. Đó, người ta cũng chỉ coi mình là một cái phương án giải khuây tạm thời thôi. Chứ còn đủ trân trọng và nâng niu mình sao dám nói câu đấy. Bởi vì nói câu đấy ra là sợ mình sẽ bỏ anh ta. Thế anh ta đủ trân trọng mình, yêu thương mình sẽ không dám nói, đúng không? Còn một người đủ trân trọng và yêu thương bạn cũng chẳng bao giờ dám nói với các bạn là anh nghĩ cái việc bóc bánh trả tiền là cái chuyện bình thường, đúng không? Bởi vì anh ta biết rằng với một người có giá trị và có nguyên tắc về sự chung thủy, nói câu đấy ra là mình sẽ mất người yêu. Ngay cả khi trong quá khứ mình cũng đã từng mắc cái sai lầm đấy, ít nhất người ta giấu nhẹm đi, sống để bụng chết mang theo, và sau này mình sẽ thay đổi, mình sẽ trọn vẹn để mình có được cô ấy. Thì đấy là một cái người mà người ta sẽ nghiêm túc với các bạn, người ta đủ trân trọng các bạn thì người ta sẽ làm thế. Mình mong tất cả các bạn sẽ đủ tỉnh táo để nhận ra những cái dấu hiệu này, và từ đấy sẽ không dấn thân vào những mối quan hệ nó không có tốt cho các bạn mà lại khiến cho bạn lãng phí thời gian, để rồi mình sẽ trả giá bằng sự đau khổ của mình nhé. Và đừng quên là hãy tham gia một khóa học có tên là Bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống. Khóa thứ hai là Thấu hiểu tâm lý đàn ông, để các bạn có thể biết cách ứng xử, biết cách vượt qua những cái biến cố sóng gió trong cuộc đời mình, biết cách nhìn đời để dành cho mình cái hạnh phúc mà mình xứng đáng các bạn nhé. Để tham gia những khóa học này thì các bạn hãy lên Google gõ toanhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó kéo xuống có khóa học, đăng ký càng sớm càng tốt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.